Mới có được hai con đẩy Canatd nguồn sung của hãng TL Sao. Ở cái hãng TL Sao này các bác có thể xem, đây là một hãng, một thương hiệu rất là lớn của Italia và hiện tại là nó đã quay trở về và sản xuất tại Trung Quốc các bác nhé, ở tại Trung Quốc. Đấy, đây là mã K6000. Trước em cũng có mã K4000 rồi. Mã K4000 của nó đạt được 1300W, còn mã K6000 lại đạt khoảng 1500W. Đấy. Thì đây là thông số của nhà hãng các bác nhé. Thì đối với con này thì chất tiếng của nó rất là hay, linh kiện rất là cao cấp và sử dụng hai kênh thôi các bác, hai kênh chiếc A và chiếc B thôi chứ không phải là máy 4 kênh. Đấy, đây là mặt sau, các bác cũng nhìn mặt sau này. Mặt sau hai tín hiệu ra của nó sẽ sử dụng hai jack Calon, jack Lutech hoặc là jack cọc đỏ đen, các bác có thể là sử dụng cái loại loại nào cũng được. Tín hiệu vào đây. Còn đây là các cần gạt công tắc chức năng các bác nhé. Thì em sẽ hướng dẫn các bác đơn giản này, tất cả các này các bác gạt hết xuống cho em, gạt hết xuống cho em. 1 2 3, hai cái này là gạt lên để mức tín hiệu nó vào nó to nhất, thấy nhá. Còn nếu mà gạt xuống dưới tấp đấy thì tín hiệu nó sẽ bé hơn, còn muốn to hơn thì gạt cái tín hiệu hai cái cần 2 cần 3 lên đây, các bác cùng nhìn này. Đấy. Còn cái cần số 4 thì muốn chập bright, muốn chập kênh của hai cái này thì gạt cái số 4 lên là chập bright. Đấy, còn không chập đánh xịt te thì gạt xuống. Đây, cái này rất là dễ thôi. Thì đây em sẽ đi vào chi tiết cái linh kiện cho các bác cùng xem nhé. Đối với con TL Sao này thì nó sẽ sử dụng hai vỉ công suất, nó cho ra mỗi kênh 1500W một kênh, và đây là vỉ công suất của Canatd các bác nhé. Canatd thì nó sẽ chỉ sử dụng đến 16 sò thôi, không cần nhiều sò, và dùng MOSFET bù áp ở đây, thúc ở đây. Đấy, đây vỉ phíp đen rất là cao cấp, rất là xịn các bác ạ, rất là cao cấp. Những con vỉ phíp đen này này cực kỳ cao cấp luôn. Tiếp theo, cái đơn giản nhất để các bác có thể nhận biết thêm được nữa đó chính là dùng tụ nguồn. Tụ nguồn đều sử dụng tụ nguồn của Lichicom. Lichicom này thì các bác thừa biết nó là của Made in Japan, của Nhật Bản các bác nhé. Tụ Lichicom là của Nhật Bản. Nó chạy 2, 4, 6, 8 con. 8 con. Còn đây là tụ, lúc này thì nó không ghi gì nên em không rõ. Đấy, sử dụng 2 quả gió thôi. Nói chung là máy này chạy khá là êm, và máy này thì em cũng chỉ khuyên các bác là nên sử dụng ở trong gia đình là hợp lý. Hoặc các bác sử dụng gia đình, các bác có thể là đánh súp, đánh full đều rất là hay. Còn các cái linh kiện các bác cùng nhìn này. Tất cả những các cái ốc vặn linh kiện sò các bác cùng nhìn, nó đều sử dụng những cái ốc hoa thị, ốc bằng thép, bằng hoa thị, nó rất là xịn, rất là nhìn nó rất là khôn, nó không giống những các cái máy rẻ tiền. Đấy, nên máy bãi này nó cũng rất là đắt tiền chứ nó cũng không rẻ. Đấy, như con máy này thì em để cho các bác với giá loanh quanh khoảng 9 triệu một con, bao phí vận chuyển cho các bác. Các bác đánh 40 này, đánh full đôi 40 này, đánh 725 này, đánh JBL hay là đánh các cái dòng loa nó chất một tí thì sử dụng con này nó rất là ngon. Máy nó rất là êm, nó cũng không quá to. Đây em sẽ bật cho các bác nghe thử nhá. Đấy, xong máy nó sẽ quay êm ngay. Đấy, nó đặc điểm của nguồn xung và Canatd này là như vậy. Mặt cũng tương đối đẹp. Đấy, máy móc thì bao zin bao xịn cho các bác 100%. Các bác cứ thấy yên tâm các bác sử dụng thôi. Hàng này thì đối với những hàng này nhá, bọn em sẽ bảo hành cho bác 6 tháng được chưa? Bảo hành cho bác 6 tháng. Đấy, giá trị cao nhưng thời hạn bảo hành của bọn em cũng rất là cao. Bảo hành 6 tháng thì các bác cứ yên tâm, các bác dùng không phải suy nghĩ gì cả. Đánh mạnh lắm. Kênh này em đang đánh súp 50 này. Đấy, đánh súp 50 này, kênh này em đánh ngon. Oh,
nào của đấy thôi. Cũng là máy kiểu này có thể là có những con 5-6 triệu, 6-7 triệu, 8 triệu. Đấy, có những con rẻ tiền hơn, có những con cao cấp. Đấy, nói chung là tiền nào của đấy. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video về cái này các bác, những video lần sau.